Nga cắt khí đốt đến Latvia. Tập đoàn Gazprom thông báo ngừng cung cấp khí đốt cho nước láng giềng Latvia với lý do vi phạm thỏa thuận. Gazprom đã đình chỉ cung cấp khí đốt cho Latvia do vi phạm điều khoản mua bán. Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Nga Gazprom đã đăng thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram hôm nay nhưng không cho biết nguyên nhân cụ thể. Động thái được đưa ra một ngày sau khi công ty năng lượng Latvian Gas thông báo sẽ thanh toán khí đốt Nga bằng euro thay vì rúp như quy định của Gazprom. Giới chức Latvia chưa bình luận về thông tin. Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng 3 tuyên bố các quốc gia không thân thiện sẽ phải thanh toán tiền mua khí đốt từ Nga bằng rúp. Danh sách nước kém thân thiện gồm các quốc gia áp đặt lệnh cấm vận với Nga, trong đó có Mỹ, các nước thành viên Liên minh châu Âu EU, Anh, Nhật Bản, Canada, Na Uy, Singapore, Hàn Quốc, Thụy Sĩ và Ukraine. Nga đã cắt nguồn cung cấp khí đốt đến Ba Lan, Bulgaria, Phần Lan, Hà Lan và Đan Mạch sau khi các nước này từ chối thanh toán khí đốt bằng rúp. Nga đang cung cấp 40% nhu cầu khí đốt của châu Âu, trong đó Đức, Italia và nhiều nước Trung Âu phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung này. Khoảng 25% nguồn dầu mỏ cho châu Âu cũng đến từ Nga. Thống kê của công ty dữ liệu Đức Statista cho thấy vào năm 2020, 94% lượng khí đốt nhập khẩu của Latvia đến từ Nga, trong khi Estonia là 79% và Litva là 41%. Nguồn cung từ Nga giảm khiến giá khí đốt châu Âu tăng hơn 20%, lên hơn 2.500 USD trên 1.000 mét khối hôm 27 tháng 7. Các nhà lãnh đạo châu Âu đã đổ lỗi cho Nga vì tình trạng này.